Mình xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến test yourself phần E. Đầu tiên mình sẽ dịch sơ qua ha. TV nó mang đến cái gì đó trên toàn thế giới vào hàng triệu ngôi nhà. Và một cái người ngồi trong căn nhà của anh ấy thì có thể cái gì đó, một cái đoạn nói chuyện hoặc là một cái cuộc thăm đến một cái đất nước ở nước ngoài, một đất nước khác. Và những người mà xem TV thì họ có thể xem và học được, tìm hiểu được về cái gì đó ở một cái vùng đất rất là xa, cách rất là xa. Và những chương trình giải trí thì bao gồm gì nè? Và câu cuối cùng là con người nhận thấy rằng nó rất là thuận tiện cũng như là rẻ để mà mình chỉ cần ngồi ở nhà một cách thoải mái và cái gì đó. Find ở đây là mình dịch là không phải là tìm thấy mà là nhận thấy mọi người ha. Và sau cái chữ này thì ở đây người ta dùng tính từ. Mình cũng có ra video về một số gọi là giống như cái linking verbs. Thì người ta sẽ dùng sau những cái động từ đó bình thường là sau động từ và dùng trạng từ. Nhưng trong những trường hợp này thì sau động từ sẽ dùng tính từ. Ví dụ chữ seems nè, hear, look, những cái từ chỉ giác quan mọi người ha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu nghe phần này mọi người nha. Test yourself E. Listening. Television is one of man's most important means of communication. It brings pictures and sounds from around the world into millions of homes. A person with a television set can sit in his house and he can watch the president make a speech or visit a foreign country. He can see a war happening and watch statesmen try to bring about peace. Through television, home viewers can see and learn about people, places, and things in faraway lands. Television also provides more entertainment programs than any other kind. The programs include plays or dramas, light comedies, sporting events, and motion pictures. So television now plays an important role in many people's lives. It is more convenient as well as cheaper for people to sit comfortably at home than to go out. Rồi, thì đó là phần nghe. Sau đây mình sẽ đi qua phần bài đọc mà nghe ha. Linda lives alone in London. Sống một mình ở London. With her wonderful collection, với một cái bộ sưu tập rất là tuyệt vời của cô ấy. She has been collecting. Cô ấy đã sưu tập. Ở đây người ta chia cái thì là hiện tại hoàn thành tiếp diễn, có nghĩa là đã làm trong quá khứ và bây giờ trong tương lai vẫn tiếp tục làm. Tuy nhiên người ta chia cái thì này là để cho nhấn mạnh cái hành động này là giống như người ta làm liên tục. All the royal mementos là những cái kỷ vật, kỷ niệm, kỷ vật của hoàng gia. Mọi người, royal là hoàng gia nước Anh à. Từ năm 1960 khi mà cô ấy nhìn thấy The Wedding of Princess Margaret on TV, đám cưới của công chúa Margaret trên TV, the first thing she bought, cái thứ đầu tiên mà cô ấy mua was a disc with the queen's hat in the center, là một cái đĩa nghe nhạc có mọi người, với một cái đầu của cái nữ hoàng ở cái phần giữa cái đĩa. And a few coronation mugs. Coronation là đăng quang, mugs là cái ly, thường những cái ly bằng sứ người ta in hình của những cái người mà được đăng quang lên á, gọi là ly đăng quang, cái cốc đăng quang á. To go with it. Và cùng với một vài cái cốc mà có cái hình đăng quang á. Now she had a huge range of things. Hiện nay thì cô ấy có rất là nhiều thứ. Huge là rất là khổng lồ, to lớn. Rất là nhiều thứ, ví dụ như pictures, hình ảnh. Paintings là những cái bức tranh. Ashtrays là cái gạt tàn thuốc mọi người ha. Hundreds of mugs là hàng trăm cái cốc đó, cái ly á, đăng quang á. Teapot là những cái bình trà nè. Tea clothes ở đây là những cái miếng khăn trải mà dùng để uống trà mọi người ha, miếng khăn trải nhỏ mình để ly trà lên á. Biscuit tins, những cái lọ mà mình đựng bánh, cái hộp đựng bánh quy nè. Poster là những cái miếng hoặc những cái miếng tờ giấy quảng cáo á. Books là sách. Flags là cờ. Toast rack làm cái giá để mình nướng đồ ăn đó mọi người. Egg cup là những cái chén mà mình đựng trứng, mọi người, trứng luộc á.
candlesticks là những cái cây mà mình cắm cái nến vào á, những cái giá để nến, and so on, và vân vân. In fact, trên thực tế, she had over 4,000 royal souvenirs. Thì cô ấy có khoảng 400 những cái đồ lưu niệm của hoàng gia. It takes all her spare time to keep everything clean and dusted. Nó lấy hầu như là tất cả những thời gian rảnh của ấy để mà giữ cho mọi thứ được sạch sẽ và không bị bám bụi. Dusted. She's often playing around, making a special area for one of the royals. Cô ấy thường là chơi xung quanh hoặc là tạo ra những cái khu vực đặc biệt cho từng cái thành viên trong cái hoàng gia. It keeps her amused for hours. Nó khiến cho cô ấy, nó giữ cho cô ấy luôn là vui vẻ hàng giờ đồng hồ. And the visitors who come, và có những người nào mà khách đã đến để xem, thì mainly foreign visitor, hầu hết là những cái khách nước ngoài, never get tired of talking about her royal family. Không bao giờ get tired of, là cảm thấy mệt mỏi về việc nói về cái gia đình hoàng gia của cô ấy. It's not always easy for Linda to collect things she really wants. Nó thì không phải luôn luôn dễ dàng cho Linda thu thập những cái đồ mà cô ấy muốn. Once, có một lần, she was in a shop, cô ấy đang ở trong một cửa hàng, and the shopkeeper was drinking his tea from a lovely carnation mug. Và cái người chủ cửa hàng này thì đang uống một cái tách trà, là một cái cốc mà có cái hình đăng quang rất là dễ thương. She offered to buy it from him, but he was not interested. Cô ấy đã đề nghị là mua nó từ anh ấy, nhưng mà anh ấy đã không có quan tâm, không có hứng thú. So she went out to a shop nearby and bought a very expensive mug. Vì vậy, cô ấy đã tìm một cái cửa hàng khác gần đó và mua một cái cốc rất là mắc, and exchanged for his coronation mug, và trao đổi với cái cốc đăng quang của anh ấy. She just wanted to put the mug in his proper home. Cô ấy là chỉ muốn đặt cái cốc này trong một cái ngôi nhà phù hợp cho nó, ở một cái nơi mà gọi là thích hợp dành cho nó đó. Ví dụ, ý là cô ấy nghĩ rằng trong gia đình cô ấy là một cái nơi mà tập hợp tất cả những cái đồ thuộc về hoàng gia chẳng hạn, thì cái cốc này nó nên thuộc về cái nơi đó thì nó sẽ có ý nghĩa hơn, theo cái cách nghĩ như vậy. Rồi bây giờ phần true false mình ha. Linda đã thu thập những cái kỷ vật hoàng gia từ năm 1960. Câu 2 là cái thứ đầu tiên mà cô ấy mua đó là một vài cái cốc đăng quang và cái đĩa có hình cái đĩa của nữ hoàng. Cô ấy đã sưu tập được hơn 4.000 cái đồ lưu niệm hoàng gia, và những cái người khách tham quan nước ngoài thì không bao giờ cảm thấy chán khi mà nói với cô ấy về cái gia đình hoàng gia này. Và cô ấy đã mua cái cốc đăng quang này từ cái người chủ cửa hàng và đã đặt nó vào một cái nơi rất là phù hợp cho ngôi nhà. Trong phần đây là phần ôn tập lại phần phát âm mọi người ha, Strusk, mọi người đọc lại là được. Rồi, đến cái phần này nè, hơi đặc biệt một chút xíu, đó là mình thấy rằng mình lựa chọn chữ that và chữ who. Và nếu như mà mình viết chữ that vào hoặc là leave it out, tức là không viết đều được, thì mình sẽ bracket, là mình bỏ nó vào dấu ngoặc đơn. Ý ở đây là mình viết chữ đó cũng được mà mình bỏ đi cũng được, thì mình sẽ để nó vào dấu ngoặc đơn này. Thì như mình biết rằng, bây giờ mình sẽ nói sơ nhanh qua cái phần này, chứ nếu như để tìm hiểu kỹ thì mọi người xem video vấn đề quan hệ ha. Đó chính là cái chữ who này thì đương nhiên nó dùng cho chỉ người rồi. Còn chữ that này thì sao? Cả vật cả người đều có thể dùng được. Tuy nhiên mình sẽ liệt kê những cái tình huống để mọi người hiểu rằng trường hợp nào mình bắt buộc phải dùng that. Đó là tình huống nó có cả người và cả vật. Chỉ cả người và cả vật thì mình phải dùng that. Thứ hai là có những cái trường hợp về so sánh nhất. Ví dụ như là có những cái từ the first, the last hoặc là only. Đó. Những cái từ như vậy thì mình phải dùng chữ that này để nối mình để quan hệ. Thứ ba là nó sẽ có cái dạng là đại từ bất định, ví dụ như là someone, một ai đó, hoặc là anyone, bất kỳ ai, everything, something, những dạng mà đại từ bất định đó thì mình phải dùng chữ that này để thay thế. Và trong một cái câu nó có chủ từ giả là it, nó thì được cái gì đó, câu trẻ chủ từ giả ở phần bài trước mình có học rồi, mọi người xem lại phần bài trước ha.
Nó thì được cái gì đó. It's been said that. It is said that. Đó là mình dùng chữ that. Hoặc là mình sẽ dùng chữ who mọi người ha. Và đây là trường hợp bắt buộc phải dùng. Còn trường hợp nào không được dùng đó là chính là trong mệnh đề quan hệ có dấu phẩy. Thì mọi người cũng xem lại video trước, xem mệnh đề quan hệ nào là bắt buộc phải có dấu phẩy. Đó, nếu có dấu phẩy là không được dùng that mọi người ha. Ví dụ bây giờ mình sẽ ví dụ một cái mình phân tích cái ví dụ ở đây trước cho mọi người ha. Why do you always disagree with everything that I say? Tại sao bạn luôn luôn là bất đồng với mọi thứ mà tôi nói? Thì everything là từ bất định, mình phải dùng chữ that mọi người ha. Phải dùng chữ that. Tuy nhiên, tức là mình không được dùng chữ who á. Tuy nhiên trong trường hợp này chữ that lại tại sao có thể bỏ được? Là bởi vì nó đóng vai trò là tân ngữ. Bởi vì đóng vai trò tân ngữ, mình chỉ cần xem phía sau nó có chủ ngữ là nó sẽ đóng là tân ngữ. Đây, chủ ngữ là chính là chữ I mọi người ha. Cái phần mà lược bỏ về đại từ quan hệ này ở phần trước là mình có nói rồi, mọi người xem lại thì sẽ hiểu hơn cái phần này. Còn ví dụ như bây giờ mình đưa ra cái câu này, is where Trudy. Trudy là một cái người mọi người ha. Mình phải một cái người mà dạy cho tôi học tiếng Anh. Đương nhiên Trudy thì mình phải dùng là chữ who rồi, tại vì nó chỉ người mà mọi người ha. Và trong cái mệnh đề quan hệ dấu phẩy này thì chữ that này nó không có thể thay thế được ha mọi người. Rồi, phần viết này thì cũng đơn giản. Mình sẽ viết về cái sở thích của mình. Rồi, mọi người dịch cái phần này ra để làm ấy ha. Sau đây mình sẽ đi vào bài số 15, Space Conquest. Conquest là chinh phục, chinh phạt không gian. Sẽ có nhiều thông tin hữu ích trong cái bài này mọi người ha. Mình đi qua phần từ vựng. Appoint là bổ nhiệm. Artificial là nhân tạo. Aspiration là khát vọng. Astronauts là nhà du hành vũ trụ. Bid goodbye là lời goodbye là lời chào tạm biệt. Biography là tiền sử hoặc là tiểu sử lý lịch. Breakthrough là bước đột phá. Caption là chú thích. Challenge là thách thức. Conquest là nghị viện. Conquest là sự chinh phục. Cosmonaut là du hành vũ trụ. Những cái từ này nó dùng riêng cho người Nga mà nha. Nghe nhìn thấy từ này là mình biết đó là nhà du hành của người Nga. Còn astronaut là dùng chung cho tất cả những nhà du hành. Extreme là vô cùng, cực độ. Feat là chiến công, chiến tích. Gravity là trọng lực, lực hấp dẫn. Leap là bước nhảy. Mission là sứ mệnh. Orbit, quỹ đạo. Pioneer, người tiên phong. Pressure, áp lực, áp suất. Psychological là thuộc về tâm lý. Reminder là cái sự gợi nhớ, nhắc nhở. Shuttle là tàu con thoi. Tragic là bi thảm. Venture là mạo hiểm. Rồi, bây giờ mình cùng nhìn vào đây. Who's the first human to fly into space? Ai là người đầu tiên bay vào không gian? Can you name the first human to set foot on the moon? Bạn có thể là gọi tên, nêu tên cái người đầu tiên mà đặt chân lên mặt trăng hay không? Who is the first Vietnamese to fly into space? Và cái người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai? Rồi, bây giờ mình cùng dịch mọi người ha. Mình sẽ đọc một cái đoạn về Yuri Gagarin, người đàn ông đầu, con người đầu tiên bay vào không gian và thực hiện những cái nhiệm vụ phía sau. Vào lúc 9 giờ sáng theo thời gian, cái múi giờ Moscow là Moscow mọi người ha. Ngày 12 tháng 4 1961, Yuri Gagarin lifted off là cất cánh đó mọi người. Cất cánh into space aboard vào cái tàu không gian Vostok 1 approximately 12 minutes later. Khoảng là 12 phút sau, the first human being was in orbit around the earth. Là có người đầu tiên đã ở trong quỹ đạo xung quanh trái đất. At a speed of more than 17,000 miles per hour. Ở một cái tốc độ là hơn 17.000 dặm một giờ. Mọi người tưởng tượng cái này là như thế nào nè. Thì từ đây mình tính từ Việt Nam đi qua Mỹ là khoảng 13.700 cây số. Đó mình bay tầm cái khoảng cách 17.000 dặm này là khoảng 27.300 cây số, tức là nó gấp đôi. Có nghĩa là nó chỉ mất khoảng một nửa thời gian để mình bay từ đây qua Mỹ. Ví dụ mình từ đây qua Mỹ là 12 tiếng thì bây giờ chỉ còn bay trong 6 tiếng.
chạy. Khoảng 12 phút sau đó thì người đầu tiên đã vào cái quỹ đạo xung quanh trái đất ở một cái tốc độ là hơn 17.000 dặm một giờ. 17.000 dặm là nó gấp đôi cái khoảng cách từ đây sang Mỹ mà ha. Từ đây sang Mỹ khoảng 13.000 cây số thì 17.000 dặm là khoảng 27.000 cây số. Có nghĩa là trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì người ta sẽ bay từ đây sang Mỹ, từ Việt Nam sang Mỹ và quay trở về luôn. Và cái chuyến bay của anh ấy kéo dài là 108 phút. The 27 years old Soviet cosmonaut, cái phi hành gia Soviet 27 tuổi, became the first person to eat and drink in a weightlessness. Người đầu tiên có thể ăn và uống ở trong môi trường không trọng lực. From his window in space, từ cái cửa sổ ở trong không gian, ở trong cái tàu không gian, Gagarin was able to view the Earth in a way that no human beings had done before. Gagarin đã có thể nhìn thấy trái đất ở một cái cách, theo một cái cách mà không có một cái con người nào trước đây làm được. The first words spoken from space were, và cái từ đầu tiên được nói ra, được nói từ không gian, đó chính là tôi nhìn thấy trái đất rồi, nó rất là đẹp. Before Gagarin's historic flight, trước cái chuyến bay lịch sử của Gagarin, there were still enormous uncertainties. Có những cái điều không chắc chắn á, rất là lớn. Có những cái điều không chắc chắn rất là nhiều. Nhiều điều không chắc chắn. No one knew precisely. Không ai biết chính xác rằng what would happen to a human being in space. Điều gì sẽ xảy ra với một con người ở trong không gian. How would the body react to the extreme changes in temperature? Làm sao cơ thể con người có thể phản ứng lại với một cái sự thay đổi khắc nghiệt ở trong cái nhiệt độ? How would the mind deal with the psychological tension? Làm sao mà cái tâm trí của mình á có thể gọi là xử lý với những cái tension là dạng áp lực về tâm lý. If there were a technical failure, nếu như có một cái lỗi kỹ thuật, Gagarin might never get back to the Earth. Gagarin có thể sẽ không bao giờ quay trở lại trái đất được nữa. The success of Gagarin's flight attracted worldwide attention and made him a hero. Sự thành công trong chuyến bay của Gagarin đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới và đưa anh ấy trở thành một người anh hùng. In a telegram to Moscow, trong một cái bức điện, thư điện, gọi là điện tín đến Moscow, US President John Kennedy wrote, Tổng thống Mỹ John Kennedy đã viết rằng, the people of the United States share with the people of the Soviet Union. Tức là nhân dân Mỹ chia sẻ với những nhân dân của Cộng hòa Soviet their satisfaction for the safe flight. Cái sự hài lòng của họ về chuyến bay an toàn of the astronaut in man's first venture into space. Ở trong cái của một cái phi hành gia là chuyến bay, cái chuyến thám hiểm đầu tiên của loài người vào không gian. We congratulate you, chúng tôi chúc mừng bạn, and Soviet scientists and engineers who made this feat possible. Và những cái nhà khoa học cũng như là kỹ sư, người kỹ sư Soviet là Nga cũ của mọi người, cái người mà đã làm nên những cái chiến tích này, đã làm cho cái chiến tích này trở nên hiện thực. Gagarin could have made another space flight. Gagarin đã có thể thực hiện được một cái chuyến bay vào không gian khác if a traffic accident had not occurred. Nếu một cái tai nạn thảm khốc không có xảy ra. Đây là câu điều kiện loại 3 đúng không ha? Nếu như lúc đó không xảy ra thảm khốc này, cái tai nạn này thì đã có thể thực hiện được một cái chuyến bay khác vào không gian. He died in a plane crash. Anh ấy đã mất trong một cái vụ tai nạn máy bay. On a routine training flight, trong một cái chuyến bay huấn luyện routine làm mỗi ngày. Theo lịch tập á, in vào năm 1968 tháng 3, sau cái chết của anh ấy, his town of Kazan was renamed Gagarin. Cái thị trấn của anh ấy đã đổi tên là Gagarin và cái trung tâm mà huấn luyện phi hành gia ở thành phố Star ở Nga cũng đã đặt cái tên anh ấy, đặt theo cái tên của người anh hùng dân tộc này. Rồi, bây giờ mình sẽ xem những cái tiêu đề này và nối với những cái đoạn này. Cái này dễ mà trong bài viết đã có rồi. Rồi, những cái câu hỏi này
Trải là Gagarin bao nhiêu tuổi khi anh ấy lần đầu tiên trở thành người đầu tiên đi vào không gian, và cái anh ấy đã ở trong không gian là bao lâu, how long mọi ha, và cái câu hỏi nào được đặt ra khi mà trước cái chuyến bay của Gagarin, cũng như là cái tốc độ ở trong cái con tàu vũ trụ khi mà ở trong cái quỹ đạo xung quanh trái đất là bao nhiêu, và tại sao là Gagarin không thể thực hiện được một cái chuyến bay vào không gian mới nữa, và điều gì đã được thực hiện sau cái chết của Gagarin để tưởng nhớ đến vị anh hùng dân tộc này. Rồi sau khi mình đọc thì ở cái bài này thì người ta cũng là tóm tắt lại cái bài trước, tuy nhiên người ta sử dụng thêm một số những cái từ mà nó đồng nghĩa mọi người, để cho mình mở rộng thêm vốn từ, cho nên mọi người tra ra những cái từ này ha và điền vào bài này. Bài này thì mình đã dịch bên kia rồi, cho nên mọi người sẽ dịch lại phần này ha. Tiếp theo cũng là một cái thông tin hay, đó chính là vào ngày 15 tháng 10 năm 2003, China launched its first manned spacecraft into space. Trung Quốc đã phóng cái con tàu vũ trụ mà có người đầu tiên vào không gian. The spacecraft was called Shenzhou 5. Đó là cái con tàu vũ trụ này được gọi là Thần Châu 5. Yang Liwei, Chinese first astronaut, was 38 years old then. Và Yang Liwei là cái phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc. Lúc đó, cái chữ đen này không phải sau đó, mà là lúc đó là 38 tuổi. The successful flight marks a milestone of China's space project. Cái thành công, cái chuyến bay thành công này đã đánh dấu một cái bước ngoặt trong cái gọi là dự án năng lượng, dự án không gian của Trung Quốc. Thì người ta hay dùng cái cụm từ là mark a milestone, là gọi là giống như Việt Nam mình hay nói là đặt một cái hòn đá tảng, ở đây là đánh dấu một cái bước ngoặt quan trọng. Mọi người có thể tìm hiểu về những cái dự án không gian của Trung Quốc, nó rất là phải gọi là có cái đầu tư rất là lớn. Thì mình cũng có thử tìm hiểu qua, thì như là NASA người ta sẽ sớm rút cái trạm gọi là ở ở trên không gian xuống, và sau đó sẽ thay thế bằng cái trạm của Trung Quốc. Thì mọi người có thể thử tìm hiểu về cái thông tin này xem. Và câu hỏi đặt ra đó là cái tàu vũ trụ có người đầu tiên được phóng vào không gian là Trung Quốc đã thực hiện nó khi nào? Rồi, còn đối với cái task này, nó sẽ làm tổng hợp tất cả những cái thông tin về những cái phi hành gia đã vào vũ đã thực hiện. Mình sẽ đọc sơ qua là ngày 4 tháng 10 năm 1957, đó là cái vệ tinh nhân tạo đầu tiên Sputnik, và đánh dấu cái sự khởi đầu của kỷ nguyên vũ trụ được thực hiện bởi USSR, ở đây là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết mọi người ha. Đây là Union Soviet Socialist Republic. Và vào ngày 3 tháng 11 năm 1957 là cái sự sống đầu tiên ở trên không gian, có cái sự sống đầu tiên, một con chó có tên là Laika, và ở trên tàu Sputnik 2. Tiếp theo đến ngày 12 tháng 4 năm 1961 là con người đầu tiên vào trong không gian. Đây là thì là cái vệ tinh nhân tạo thôi mọi người ha. Trước khi con người đầu tiên vào thì trước đó phải có vệ tinh nhân tạo, hoặc là cái sự sống người ta phải đưa thử động vật lên xem nó có thể sống được không. Sau đó thì mới đến Yuri Gagarin đã thực hiện cái chuyến bay 108 phút này. Và tiếp theo người phụ nữ đầu tiên cũng là người phi hành gia của người Nga vào năm 1963. Sau đó là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng là Neil Armstrong và Buzz Aldrin, là cái phi hành gia của Mỹ. Cái này thì nổi tiếng rồi mọi người ha. Và vào năm 1980 thì người Việt Nam đầu tiên đó là Phạm Tuân đã cùng với một cái nhà phi hành gia của người Nga ở 8 ngày trên cái quỹ đạo. Tiếp theo là ngày 29 tháng 10 năm 1998 là người đầu tiên, cái người mà có độ tuổi cao nhất là 77 tuổi đã bay vào không gian. Sau đó là vào năm 2003 là sự kiện Thần Châu này, là mọi người, Thần Châu 5 là người Trung Quốc đã bay vào vũ trụ. Bây giờ cái phần nghe của mình đã là bước đi đầu tiên trên mặt trăng rồi mọi người ha. Đây, quay quanh quỹ đạo nè, phi hành đoàn Apollo nè, đi bộ trên mặt trăng nè, landing tức là hạ cánh
tiếp đất trên mặt trăng và bước chân đầu tiên trên mặt trăng. Trong khi mình nghe thì mình sẽ, đây là một cái sự kiện lịch sử rất là quan trọng vào thế kỷ 20. Thì mình cùng nghe để xem là trong cái cuộc nói chuyện với báo chí thì Tổng thống Kennedy đã hỏi nation, tức là mình hiểu rằng hỏi dân chúng, hỏi người dân về cái việc mà đưa người lên mặt trăng. Và có 11 phi hành gia đã lên tàu, lên cái tàu vũ trụ để mà lên mặt trăng. Và cái phi hành gia đã đáp xuống bề mặt mặt trăng cùng một lúc tất cả những cái phi hành gia này nè. Và để mà đi bộ trên mặt trăng thì phi hành gia này phải mang theo một cái bộ đồ với hỗ trợ của oxy. Và cái lá cờ của Mỹ đã được đặt lên bề mặt của mặt trăng sau khi mà đáp xuống mặt trăng. Trời, cái chương trình nào đã được phát triển để mà meet challenge, là đáp ứng thách thức mọi người ha, đáp ứng được cái thử thách của Tổng thống Kennedy. Và khi mà cái tàu Apollo 11 này được phóng là khi nào? Cái cụm từ này mọi người nè, system, khi mình dịch phải dịch ngược lại, hỗ trợ, cái hệ thống hỗ trợ sự sống, portable ở đây là bỏ túi hoặc là di động, nghĩa là cái hệ thống hỗ trợ sự sống di động là những cái bộ đồ bảo hộ mọi người, đó là gì. Và cái nhà du hành này đã ở trên bề mặt mặt trăng trong vòng bao lâu, cũng như là họ đã làm gì trong cái khi mà họ ở trên bề mặt của mặt trăng đó, và khi nào cái người phi hành gia này quay trở về trái đất. Đến phần after you listen, là theo quan điểm của bạn thì cái lý do gì mà con người lại hứng thú, lại có quan tâm đến Mars là sao Hỏa và những cái hành tinh khác trong hệ mặt trời. Và nếu như bạn được đưa ra một cái, được đưa một cái cơ, đưa một cái cơ hội để đi đến mặt trăng thì và bạn có thể nói ba thứ, thì và bạn có thể mang theo ba thứ đó, là bạn sẽ mang theo cái gì và tại sao? Bây giờ mình sẽ cùng nghe mọi người ha. Đối với phần bài này thì nó không có cái nó, à sorry mọi người, đây mọi người sẽ cùng nghe nha. You will hear a talk about the first human moon landing, one of the most important historical events in the 20th century. Listen to the talk and do the tasks that follow. Task 1. Listen and decide whether the following statements are true or false. In a speech to Congress in 1961, the United States President Kennedy challenged the nation to put a man on the moon before the end of the decade. After the president's speech, NASA's Apollo program was developed to meet the challenge. On July 16, 1969, the Apollo 11 was launched. The astronauts on board of the spacecraft were Neil Armstrong, Buzz Aldrin, and Michael Collins. On July 20, 1969, Neil Armstrong became the first man on the moon. He was followed by Aldrin 40 minutes later. To walk on the moon's surface, the astronauts needed to wear a spacesuit with a portable life support system. This controlled the oxygen, temperature, and pressure inside the spacesuit. Armstrong and Aldrin spent a total of 2.5 hours on the moon's surface. They performed a variety of experiments and collected soil and rock samples to return to the Earth. An American flag was left on the moon's surface as a reminder of the achievement. The crew of Apollo 11 returned to Earth on July 24, 1969. They successfully completed their historic mission. It is regarded as one of the greatest human efforts in the history of mankind. Task 2. Listen again and answer the following questions. Rồi. Mình cũng là vô tình gần đây thì mình có coi một cái thông tin là tại sao sau cái chuyến bay lên mặt trăng này, là cũng phải hơn 60 năm rồi, không có một cái chuyến bay hoặc là một cái chương trình nào mà lên mặt trăng có người lái mọi người nha. Những cái vệ tinh hoặc là những cái thiết bị người ta phóng lên không người thì không nói, để thám hiểm thì không nói, nhưng những cái chuyến đi mà có người á thì kể từ sau cái chuyến Apollo này là không có.
Thì không biết cái sự kiện này sẽ như thế nào, chỉ là một cái thông tin để mình tìm hiểu thôi. Đó là bởi vì khi người ta sau cái chuyến đi lên mặt trăng đó thì người ta đã phát hiện ra những cái vật thể lạ, có thể đó là người ngoài hành tinh, tức là ở những hành tinh khác. Thì như mình cũng hiểu rằng hệ mặt trời ở trong cái thiên hà này nó có rất là nhiều hệ mặt trời. Tương tự cái sự sống trên trái đất này thì cũng có sẽ mình tưởng tượng sẽ có nhiều những cái hành tinh khác, những cái trái đất khác ở những cái hệ mặt trời khác. Thì cái công nghệ của họ đã cao hơn mình rất là nhiều, bởi vì NASA họ đã phát hiện ra rất là nhiều cái những cái vật thể lạ đó, họ đến họ tìm hiểu trái đất, tuy nhiên không làm hại trái đất. Tại vì nếu như họ muốn làm hại thì rất là đơn giản, vì chúng ta đang ở rất là xa với họ về cái công nghệ. Và sau đó thì họ thấy rằng ở trên mặt trăng này cũng có một cái núi lửa nè, và cũng có những cái chạm có thể là có cái sự xuất hiện của người ngoài hành tinh trên đó rồi, cho nên là đâu đó thì cái việc mình làm như vậy có thể là một cái sự xâm phạm lãnh thổ nào đó hay không thì cũng không rõ, nhưng mà cũng là một cái kiến thức mình cảm thấy rất là thú vị, tại vì nó lý giải tại sao sau một cái thời gian dài như vậy thì không có một cái chuyến bay nào có người lái đi đến mặt trăng nữa. Thì có nhiều người cứ tìm hiểu cái này ha, cho nó có thêm kiến thức thôi, chứ mọi thứ vẫn cảm thấy rất là bí ẩn. Trời, đối với phần viết này thì mình sẽ viết được một cái tiểu sử. Dưới đây là những cái thông tin về Neil Armstrong nè, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Thì mình thấy rằng ngày 5 tháng 8 năm 1930 nè, Ohio là người đầu tiên lên mặt trăng nè. Pallas làm phi công của Mỹ, sau đó receive BS, the Bachelor of Science là cử nhân khoa học ở Purdue, Đại học Purdue, sau đó tham gia vào cái chương trình phi công phi hành gia ở của NASA. Rồi năm 1969 trở thành người đầu tiên đặt bước chân lên mặt trăng. Và năm 70 thì tiếp tục nhận cái Master of Science là cái thạc sĩ khoa học ở Đại học South California. Và sau đó năm 71 thì resign là ông từ chức, ông không làm ở NASA nữa và tiến hành dạy ở trường đại học. Sau đó thì năm 86 ông được bổ nhiệm làm Vice Chairman là phó chủ tịch của cái hội đồng nghiên cứu về những thảm họa ở trên những cái tàu không gian. Và có một câu nói là That's one small step for man, một cái bước chân nhỏ của con người. One giant leap for mankind là một cái bước tiến lớn cho nhân loại. Rồi, đến phần language focus, mình sẽ có những cái âm này. Not, went, rent, tenant, didn't. Cái những cái âm này rất là đơn giản mọi người nha. Âm này là âm the này, and. Âm phờ này, month. Months, nó hơi giống cái âm phờ một chút, mình chỉ cái hơi ra là được. Chance, thì đây mình thấy nha, viết kết thúc bằng CE, SE thì sẽ phiên âm thành chữ S, hoặc là trường hợp này nó sẽ phiên âm là chữ Z, bởi vì cái đuôi N này nè, trong ba trường hợp của thêm S, ES là được phiên âm thành chữ Z. Rồi, tiếp theo là mình sẽ hoàn thành sử dụng could, couldn't hoặc là were able to. Was able to thì mình nói sơ qua hai cái sự khác nhau và tại sao nó phải có chữ be able to. Thì mình hiểu đơn giản là can thì bằng be able to. Can hoặc là could luôn mọi người ha. Tại vì cái chữ be này nó có thể được chia ra hiện tại thì is am are hoặc quá khứ là was hoặc là were. Và cái trường hợp thứ nhất để phân biệt đó chính là be able to, nó sẽ dùng để chỉ một cái khả năng của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Một cái khoảng thời gian tạm thời, mình ví dụ I can swim, tôi có thể bơi, đó là một cái khả năng của mình. But today the swimming pool is closed. Hôm nay thì cái hồ bơi nó đóng cửa, cho nên là I am not able to swim. Tôi không thể bơi được. Thì mình hiểu rằng trong một cái tạm thời, một cái khoảng thời gian ngắn tạm thời là tại vì hôm nay đóng cửa nên mình mới không thể bơi được, chứ mình không dùng là I can't swim. Nếu mình dùng là I can't swim là tôi không thể bơi, đồng nghĩa với tôi không biết bơi mọi người ha. Là trường hợp thứ nhất. Sự khác biệt giữa hai cái này nè, mình đưa cái ví dụ này luôn để mọi người thấy nè. Ông của tôi thì là một cái người rất là thông minh, ông ấy có thể nói được 5 ngôn ngữ. Đó, đây là năng lực của người ta trong một khoảng thời gian dài. Và tôi đã tìm mọi nơi nhưng mà tôi không tìm thấy quyển sách. Đó. Nhưng mà đối với câu là họ đã không đến với chúng ta. À, lúc đầu thì họ đã không muốn là đi với chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta đã thuyết phục họ. Thì đây nó cái việc thuyết phục này chỉ trong một cái khoảng thời gian thôi mọi người ha. À, là nhất thời như vậy chứ không phải là cái việc thuyết phục này là từ năm này qua tháng nọ, ví dụ vậy. Và trường hợp thứ hai tại sao phải có be able to? Đó chính là bởi vì trong những cái trường hợp mà mình dùng will chẳng hạn.
tôi sẽ có thể thì sao? Mình không thể nào dùng will can được mọi ha. Đâu có dùng hai cái modal verb liên tục như vậy. Thì người ta phải dùng là will be able to. Đó. Những cái trường hợp mà mình không thể dùng chữ can could thì phải dùng be able to để thay thế. Rồi. À, thì trong phần bài này mọi người sẽ dịch ra và làm ví dụ như là Laura đã bị thương ở trên và cô ấy không thể nào mà đi lại tốt thì bình thường cô ấy sẽ đi lại tốt, cô ấy can work well. Nhưng mà bây giờ đây là một cái sự kiện tạm thời xảy ra cho nên là wasn't able to. Đó. Thì mọi người cứ làm theo cái cách đó là được ha. Rồi, tiếp theo là third question là một cái câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi là giống như là à, cái bộ phim đó hay phải không? Thì cái chữ phải không đó chính là câu hỏi ở đuôi, câu hỏi ở phía sau kết thúc một cái câu gọi là câu hỏi đuôi. Tôi phần là mọi người tìm video để nghe để nó chính xác hơn, tại vì kiến thức cái này mình không thể nói được một cách rất là ngắn gọn để mọi người có thể hiểu được. Chỉ là chỉ, đây là chủ đo- ở đây là ở dạng khẳng định thì ở dưới đây là phủ định, ở đây phủ định thì ở đây khẳng định, và cái thì của nó là tương đương nhau. Ví dụ it is thì ở đây dùng isn't it theo chủ từ này. Yeah, cái này mọi người xem nha. Cũng tương tự phần này, người ta sẽ dùng câu hỏi đuôi để mà hoàn thành những cái câu này. Rồi, thì bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Khá là dài một chút. Hy vọng là sẽ có những thông tin hữu ích và kiến thức hữu ích cho mọi người. Và mình xin chào mọi người.